Chào mừng quý thầy cô và các bạn quay trở lại với kênh của mình. Và xin gửi đến quý thầy cô và các bạn lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Thì trong video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu và hướng dẫn tới quý thầy cô và các bạn một ứng dụng rất là mạnh mẽ và dễ sử dụng, giúp quý thầy cô và các bạn đam mê toán học hoặc là một số các cái bộ môn khoa học tự nhiên thuận tiện hơn trong giảng dạy và học tập. Ứng dụng này sẽ giúp chúng ta vẽ hình 2D, 3D và vẽ đồ thị theo một cái hàm số cho trước, rồi viết các công thức, hàm số để chèn vào trong cuộc một cách nhanh chóng. Đồng thời, nó cũng cho phép chúng ta xây dựng các phương trình toán học phức tạp. Và mình cũng đã sử dụng rất là nhiều các cái ứng dụng để sử dụng trong toán học, cũng như là một số cái bộ môn khoa học tự nhiên. Nhưng mà trải qua rất là nhiều các phần mềm sử dụng khác nhau, và mình đã dừng lại ở Effort FX Brown bởi các cái tính năng vượt trội và cách sử dụng cực kỳ dễ dàng. Và đồng thời nó lại được tích hợp giống như là Mark 2 ở trên Word cho chúng ta, để chúng ta rất là dễ sử dụng. Sau đây mời quý thầy cô và các bạn đến với phần hướng dẫn chi tiết của mình với ứng dụng Effort FX Draw. Rất mong quý thầy cô và các bạn xem hết video để thấy được sự vượt trội của FX Draw so với các cái ứng dụng khác. Và ở cuối video mình sẽ hướng dẫn cách cài đặt FX Draw để sử dụng một cách vĩnh viễn. Rồi thì đầu tiên thì chúng ta sẽ ở đây nó sẽ có các cái ứng dụng, đó là vẽ đồ thị, viết các cái hàm số hay là phương trình hay là các cái biểu thức toán học và vẽ hình học. Thì ở đây mình sẽ có vào FX Draw là vẽ hình học đây. Mình sẽ vào inline. Thì về giao diện thì nó cũng có menu, cũng có các cái tính năng in ấn, sao chép, undo, redo, vân vân, cũng giống như là một cái chương trình soạn thảo vậy thôi. Thì ở đây nó có cái lưới, hoặc là không lưới thì chúng ta bật vào đây. Chúng ta chú ý ở đây, lưới thì nó có nhiều kiểu dạng lưới, thì mình có thể lựa chọn lưới văn bản hoặc là chúng ta để lưới để cho nó dễ nhìn. Ở đây mình có thể mở to, thu nhỏ, ở đây đều được. Rồi ở đây mình sẽ giới thiệu cho chúng ta các cái công cụ vẽ hình ở đây. Đầu tiên đó là vẽ đường thẳng, thì chúng ta sẽ lựa chọn bật vào, sau đó chúng ta sẽ chọn điểm đầu, điểm cuối, chọn điểm đầu rồi kéo. Rồi tiếp theo đó là chúng ta ở đây thì chúng ta chú ý thì đường thẳng này thì chúng ta có thể điều chỉnh nét đứt, chúng ta có thể vẽ nét đứt, định dạng nét đứt, hoặc là ví dụ như ở đây cái con trỏ để lựa chọn, chúng ta lựa chọn cái đường thẳng này. Đây, đường thẳng này chúng ta thấy nó có độ dài, đấy, độ dài là 75 mm, chúng ta thấy chưa? Có nhé, thì chỉ vào là có luôn. Đây, định dạng kiểu độ rộng, chúng ta có thể định dạng độ rộng ở đây cho to lên. Rồi màu, màu thì chúng ta có thể lựa chọn màu ở đây, màu xanh. Ở đây chúng ta đưa con trỏ vào là nó sẽ hiển thị ra cái độ dài của cái đường thẳng đó, rất là tiện. Rồi mình sẽ để ra giữa đây để chúng ta nhìn cho rõ. Tiếp theo đó là mình vẽ đường tròn. Đường tròn đây, chúng ta sẽ chỉ việc kéo ra thôi, kéo ra kéo vào, mình chọn nét. Nét thì để chọn nét thì chúng ta cho cái đường tròn này thì chúng ta sẽ dí vào và chúng ta chọn nét. Ví dụ như mình không thích cái đường nào thì mình chỉ việc lựa chọn, bấm vào cái con trỏ trắng này, chúng ta lựa chọn, sau đó chúng ta bấm delete trên bàn phím. Hoặc là mình muốn di chuyển thì chúng ta chỉ việc dí vào và chúng ta di chuyển thôi. Chúng ta có thể kéo cái thanh thước này để chúng ta vẽ. Ở đây thì chúng ta chú ý, ở đây mình có thể vẽ ra đường thẳng, tiếp tục đường thẳng, nối hai tâm hình tròn này với hình tròn này, rất là dễ dàng, đúng không? Ở đây mình để ý chú ý cho mình đó là mình sẽ lựa chọn vào cái nút này để chúng ta làm gì, để chúng ta sẽ nó sẽ tự động cho chúng ta thấy là
cái việc vẽ các cái điểm này nó sẽ có, nó sẽ tự kiểm soát chúng ta. Đấy, nếu chúng ta thấy nó sẽ tự kiểm soát chúng ta, chúng ta nhìn thấy không ạ? Nó sẽ tự kiểm soát ở cái điểm M này. Đó. Đấy. Rồi, bây giờ mình vẽ rất là đơn giản. Ví dụ ở đây mình vẽ tiếp tuyến với cái hình tròn này. Đó, nó sẽ xuất hiện điểm M ở đây. Đấy, vậy là có hình vuông đó. Tương tự ở đây mình sẽ vào đây. Vậy là có A, B, C, D tự động đánh. Thì mình sẽ chọn vào đây, nó sẽ tự động đánh các cái điểm đó. Các cái điểm, còn không thì mình sẽ tắt đi. Còn nếu mà mình không muốn đánh các cái ký hiệu A, B, C đây thì mình tắt đi. Và chú ý. Hoặc là ví dụ như cái điểm C này nó nằm ở đây, mình không muốn nó nằm ở đây thì mình có thể di chuyển nó đi. Di chuyển nó ra. Đó, chúng ta sẽ dí vào và chúng ta di chuyển được các cái điểm này. Thì rõ ràng là mình sẽ chỉ con trỏ vào đây là mình sẽ biết được vòng đường tròn này có bán kính bao nhiêu, đường kính bao nhiêu, bán kính bao nhiêu, đúng không? Chúng ta có thấy đầy đủ luôn. Đường kính chu vi, vâng, có hết kể cả này nữa. Rồi đến đoạn thẳng này, mình đưa trỏ vào là mình có thể biết độ dài nó bao nhiêu, độ nghiêng bao nhiêu. Tương tự như hình này vậy. Khá là đơn giản đúng không ạ? Ở đây mình muốn thay đổi cái ký tự này. Mình muốn A, B, C, D. Vậy thì mình sẽ sửa lại anh này chẳng hạn. Nhấp chuột phải vào. Sau đó chúng ta sửa lại. Ở đây là B. Chúng ta có vào B. Ở đây chúng ta sẽ có, nó có chấm hoặc là không chấm. Chúng ta chú ý. Rồi định dạng phông chữ, cỡ chữ, màu, màu chữ, vân vân. Bấm OK là được. B, A, B, C, D. Ở đây tương tự như vậy. Lưu ý là chúng ta kích chuột phải vào, sau đó là chúng ta thay đổi đó. Và đây là D, chúng ta bấm OK. Rất là đơn giản, các bạn thấy nó khá là đơn giản đúng không ạ? Mình dí vào đây là mình di chuyển ra thôi đó. Sau đó là mình sẽ đặt nó lại với cái tâm của nó, cho nó dính vào cái đường thẳng mình cần đó. Khi chúng ta di chuyển là nó sẽ không rời đi. Tiếp theo là ví dụ như ở đây mình muốn vẽ hình chữ nhật. Ở đây có hình chữ nhật, chúng ta cũng vẽ được hình chữ nhật nhé. Kéo này, vậy là có được hình chữ nhật. Hình chữ nhật thì có thể là có, nó có cái rất là nhiều kiểu. Thì có thể là một cái hình chữ nhật như này. Tiếp theo đó là mình có thể ghi được ký tự ở trong đây. Mình sẽ chọn vào cái mục đó là AutoText này, hoặc là viết hàm số, cái việc các biểu thức toán học chúng ta có thể viết được. Chúng ta kéo, giữ chuột trái kéo, chúng ta ghi. Ghi cái gì ở đây? Ví dụ như ở đây mình sẽ ghi đó là một cái đường thẳng y bằng, chúng ta chú ý y bằng 2, ví dụ như 5x bình phương. 5x bình phương thì mình ghi 5x bình phương như này cũng được, gần gần sát nhau này. Hoặc là mình có thể ghi cộng với x bình phương thì có thể các bạn có thể ghi là dấu nhọn lên rồi dấu 2, số 2 x bình phương trừ 1 chẳng hạn, ví dụ như thế. Vậy là có hai cách để ghi số mũ đúng không? Chúng ta nhìn thấy kết quả trên đây. Hoặc là các bạn có thể sử dụng các cái hàm toán học, các cái biểu thức, cách viết các cái công thức toán học ở trong này có hết, chúng ta đều chú ý. Sau khi chúng ta viết xong rồi thì chúng ta sẽ nhập ra ngoài. Khá là đơn giản đúng không ạ? Ở dưới đây thì nó cũng còn khá nhiều các chức năng. Ta kéo lên một chút để chúng ta nhìn thấy. Rồi chúng ta có thể viết được các cái hàm số, hoặc là các cái biểu thức, vân vân, các công thức đều viết được hết. Tiếp theo đây là mình định nhãn. Định nhãn, ví dụ như ở đây mình sẽ định cái nhãn ở đây. Ở đây thì mình sẽ viết là ABCDE chẳng hạn. Đó, ABCDE ở ngay đây. Chúng ta viết luôn, nó kế tiếp vào đó luôn. F G. Vậy là mình có thể định các cái nhãn được. Ví dụ đây một điểm này, điểm này mình sẽ cho là đây H này, thấy không? Mình kéo tiếp, kéo từ cái điểm này ra là nó tự động nó sẽ đánh chúng ta các cái chúng ta không phải gõ vào. Đó, kéo ra nó sẽ tự động. Hoặc là ví dụ như ở đây cái điểm này chẳng hạn, mình sẽ kéo nó ra, nó tự động đánh theo thứ tự. Còn nếu các bạn muốn sửa lại
tức là mình giữ chuột trái, sau đó mình kéo nó ra ở vị trí mong muốn thì chúng ta thả và bấm OK. Còn nếu ví dụ các bạn muốn sửa lại thành một cái khác thì chúng ta chỉ việc kích chuột phải vào đây và chúng ta tiếp tục sửa đây, rất là dễ thôi. Tiếp theo ở đây bạn muốn xóa cái hình nào thì mình chỉ việc bấm vào cái nút mũi tên màu trắng này, sau đó chúng ta sẽ lựa chọn cái hình cần xóa và chúng ta bấm delete là xóa đi. Tiếp theo ở đây mình muốn vẽ các cái đường không định trước được thôi, tức là các cái hình không định trước. Các bạn cứ giữ chuột trái, sau đó chúng ta vẽ, sau đó chúng ta thả. Thả là được. Vẽ xong rồi thả. Chúng ta chú ý vẽ xong thả là được. Vậy là chúng ta vẽ rất là dễ thôi. Hoặc là mình sẽ vẽ theo cái hình xin code đây. Khá là đơn giản thôi. Bạn sẽ giữ chuột trái rồi kéo thẳng ra, rồi thả, sau đó là mình sẽ uốn đưa vào giữa, sau đó chúng ta sẽ di chuyển con trỏ là nó sẽ ra hình xin code, cũng khá là đơn giản vẽ hình xin code. Thực ra là mình cũng không phải là chuyên về môn toán nhưng mà mình thấy nó cũng khá là hay. Ví dụ còn ở đây mình muốn vẽ tam giác, chúng ta kéo một đường thẳng sau đó thả ra, sau đó chúng ta chỉ việc di chuyển ra một cái nơi khác và chúng ta kích chuột là nó sẽ ra có tam giác. Ở đây mình sẽ xóa đi một số hình để chúng ta thấy ha. Mình sẽ làm mẫu cho chúng ta. Ví dụ như ở đây mình muốn vẽ hình tam giác. Tam giác thì có rất là nhiều kiểu ở đây. Tam giác vuông, tam giác nhọn, tam giác đều. Ví dụ tam giác vuông đây. Chúng ta sẽ vẽ thả một đường, sau đó chúng ta thả ra. Đó, tam giác vuông. Rồi tam giác thường thì mình vẽ cũng rất là đơn giản thôi. Còn bây giờ ví dụ bạn muốn vẽ hình không gian thì chúng ta sẽ làm như nào? Vẽ cũng rất là đơn giản. Đây, nhấp vào cái khi nó hiển thị lên màu đỏ là trúng cái điểm cần vẽ rồi đó. Sau đó chúng ta kéo thả thôi. Tương tự từ đây đến đây. Giờ mình sẽ vẽ hai cái đường này nối lại với nhau. Bây giờ mình muốn nó là cái đường này là màu là nét đất thì chúng ta sẽ vào đây. Nét đất, chúng ta sẽ lựa chọn nét đất. Độ rộng, độ lớn bao nhiêu đó mình tăng nó lên. Nhìn cho nó dễ. Đấy, đã là hình không gian. Còn ví dụ như bạn muốn thêm các cái nhãn vào đây thì rất là dễ. Bạn sẽ đưa trỏ vào đây khi nó hiển thị màu đỏ này là trúng cái điểm chúng ta cần, cái điểm đà điểm cuối đó. Ta chỉ việc giữ kéo chuột trái ra là nó sẽ được. Chúng ta chỉ việc kéo ra thôi, giữ chuột trái kéo ra. Đã là hình không gian. Rồi tiếp theo đó là chúng ta sẽ vẽ các cái hình ellipse. Ellipse thì cũng khá đơn giản thôi. Chúng ta kéo ra, sau đó là chúng ta sẽ đưa trỏ để chúng ta thay đổi kích thước. Bây giờ mình sẽ xóa cái hình tam giác này đi. Tự vẽ hình chưa xóa hình chữ nhật này đi. Rồi. Mình sẽ vẽ ellipse từ đây sang đây, khá là đơn giản thôi. Mình sẽ cho nó trùng vào một tâm và đó là mình thả tay cũng rất là dễ. Ở đây thì nó cũng có rất là nhiều các cái cách vẽ hình ellipse. Tiếp theo là mình sẽ vẽ các hình cánh cung. Ví dụ ở đây mình sẽ vẽ hình cánh cung từ đây, kéo thẳng sang rồi thả ra. Đó, vậy là nó sẽ có hình cánh cung. Đo gấp sẽ có đo gấp đây. Chúng ta có thể đây, ví dụ như ở đây nó có cái đo gấp. Ví dụ như bạn sẽ muốn biết cái góc này bao nhiêu thì chúng ta nhấp vào đây, 84 độ, góc này bao nhiêu, 96 độ, ví dụ góc này. Góc này là góc vuông, tương tự góc này cũng là góc vuông. Chúng ta thấy là có đo độ đó. Rồi còn có màu nền đây, chúng ta có màu nền, chúng ta sẽ nhấp vào. Thì ở đây chúng ta có cái nút X này, chúng ta nhấp vào, nhấp chuột phải vào, chúng ta nhấp chuột phải vào, chúng ta sẽ tô màu. Bây giờ mình sẽ cho xuất nó ra thành một cái file chẳng hạn.
thì mình sẽ làm như nào để mình có khả năng lưu trữ xoay với S ra các file ảnh. Mình có thể xuất ra file ảnh PNG hoặc là file ảnh JPG. Mình sẽ xuất ra file PNG. Đây mình sẽ đưa ra ngoài màn hình. Ví dụ đây là ví dụ. Bây giờ mình sẽ mở cho các bạn thấy. Đây mình mở lên. Đây là cái file PNG mình vừa mới lưu. Vậy là nó xuất ra file ảnh được, đúng không? Tiếp theo bây giờ mình sẽ cho nó chèn vào trong Word. Chúng ta sẽ chèn vào trong Word như thế nào? Thì ở đây chúng ta sẽ tiến hành tắt nó đi. Đặt bật vào tắt. Đây thì nó sẽ nằm vào trong này. Đây, cái file ảnh của chúng ta đây. Nó sẽ khá là rộng, khá là to, chúng ta sẽ điều chỉnh lại cho nó nhỏ lại. Chèn vào Word. Chúng ta chèn được vào Word nhé. Vẽ hình thì chúng ta thấy rất là đơn giản. Và ở đây thì chúng ta thấy ở trong FX Browse thì có một cái thư viện cung cấp sẵn cho chúng ta các cái hình. Có thể hình khối gì đó, trong đây có rất là nhiều. Chính vì vậy quý thầy cô có thể vào đây tham khảo các cái hình mà chúng ta có thể sử dụng sẵn, không cần phải thiết kế. Chúng ta có thể vào đây lựa chọn để làm cái bài giảng của mình hoặc là cái dữ liệu, tài liệu của chúng ta nó thêm phần sinh động hơn. Tiếp theo đó là ở đây chúng ta có một cái nút đó là Change FX Sketch. Ở đây chúng ta chú ý là chúng ta có thể sử dụng để chúng ta soạn thảo công thức rất là nhanh. Hoặc là chúng ta vẽ các hình, ví dụ thầy cô muốn vẽ hình vuông hay hình gì đó, chúng ta vào đây, hình vuông. Ví dụ hình tam giác. Chúng ta có thể sử dụng hình tròn. Vậy là vẽ nhanh, chúng ta vẽ nhanh được. Đó, chúng ta vẽ nhiều không gian rất là dễ ha. Hoặc là ví dụ như quý thầy cô muốn soạn thảo, chúng ta muốn soạn thảo công thức toán học thì chúng ta vào đây AX cái nút test này, chúng ta soạn thảo. Đấy, vẽ ra, sau đó chúng ta vào đây. Ở đây thì nó sẽ ra định dạng phông chữ luôn. Ở đây chúng ta có thể soạn thảo công thức. Ở đây nó sẽ hỗ trợ chúng ta rất là nhiều các cái các ký hiệu toán học cũng như là các ký hiệu hóa học vật lý có tắt. Và đây là cái bàn phím để giúp chúng ta soạn thảo. Ở đây chúng ta có thể soạn thảo giống như vừa nãy mình đã trình bày ở ngoài. Ví dụ như ở đây mình sẽ soạn thảo đó là 3x bình phương. Chúng ta để ý ở bên này soạn thảo, bên này hiển thị đó. Cộng với 2x mũ dấu nhọn mở ngoặc 2x thì bình phương cộng với 3x trừ 1 đóng ngoặc cộng 5 cộng sin sin của x đóng ngoặc. Rồi sau khi chúng ta soạn thảo xong bấm OK đó thì nó ra đây nhé. Khi thầy cô thấy ra đây rồi này. Thì trước khi chúng ta vào đánh thì chúng ta sẽ định dạng ký tự vân vân, sau đó chúng ta bấm vào close để nó chèn vào, hoặc là chúng ta sẽ bấm vào copy grid and region, nó sẽ vào trong cái hộp của chúng ta. Này thì chúng ta chú ý là trước khi chúng ta viết thì chúng ta định dạng cái ký tự cho nó lớn lên một chút để chúng ta có thể nhìn thấy. Này, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vẽ đồ thị. Nó có một cái chức năng vẽ đồ thị nữa. Ở đây chúng ta có cái chức năng vẽ đồ thị đây. Các bạn sẽ vào inline đây, ở phần FX Grad. Chúng ta bật lên. Đây là cái chức năng vẽ đồ thị của cái FX Grad. Ở đây thì có thể là sẽ có cái đường viền nền như này, hoặc là mình có thể bỏ nó đi cũng không sao hết. Ở đây mình sẽ có cách vẽ đồ thị rất là hay. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn và quý thầy cô cái cách sử dụng vẽ đồ thị trong FX Ground. Thì thực ra thì ở đây chúng ta thấy đây là cái cửa sổ để chúng ta vẽ đồ thị. Chúng ta sẽ kích chuột trái vào giữa và vào cái màn hình đó. Thì ở đây nó sẽ có 2, 4, 5. Chúng ta có 5 cái lựa chọn, 5 định dạng. Đầu tiên là Asset,
Xe thì chúng ta ở đây chúng ta sẽ thấy đó là cái trục X, trục Y, độ rộng nét vẽ là bao nhiêu, như nào, màu vẽ là màu gì đó, chúng ta để ý. Ví dụ ở đây mà trục Y mình sẽ chọn màu đỏ đấy đó. Nét vẽ tiếp theo đó là cái tâm giao nhau giữa trục X, Y, có thể là tròn, có thể là để mặc định. Đây, ở đây chúng ta sẽ có X, Y ở hai đầu và có định dạng phông chữ, cỡ chữ, vân vân, nó có hai đầu. Thì ở đây đây là cái kiểu của cái đồ thị là có cái trục có hai đầu nhỏ, hoặc là mình sẽ chọn cái trục là một đầu nhỏ, một đầu không nhọn. Đây chúng ta chờ bấm lựa chọn, và ở đây chúng ta sẽ lựa chọn cái mũi tên nhỏ như nào thì chúng ta lựa chọn ha, ví dụ như này. Rồi tiếp theo đến cái mục thứ hai là scaler, thì ở đây chúng ta thấy nó sẽ có cái phần sau dấu sau số 0, tức là sau tâm, tức là nhỏ nhất ở trên trục X là 10. Ví dụ ở đây mình cho là 6, âm 6 thôi. Ví dụ vậy, bên này trục Y cũng âm 6. Lớn nhất 6. Ví dụ vậy. Rồi. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ lựa chọn phông chữ cho các cái con số này. Grid đó là cái lưới, có lưới hay không lưới, chúng ta chú ý. Có muốn hiển thị, không muốn hiển thị lưới thì mình chọn là shower. Còn muốn là chúng ta muốn hiển thị lưới thì chúng ta sẽ lựa chọn các kiểu dạng lưới. Lưới là gì? Giống như là các cái kẻ ô ly á. Ở đây mình sẽ cho chọn để cái ô ly. Tiếp theo ở đây là chúng ta sẽ gõ cái hàm số mà để chúng ta vẽ đồ thị. Ví dụ như ở đây mình sẽ ghi là y bằng trừ 5x, trừ 5x bình phương cộng với 3x trừ 2, trừ 2. Ở đây thì nó có các cái định dạng thì chúng ta có thể tự tìm hiểu, bấm OK. Đó là cái hình đây, vậy là trục Y màu đỏ tối đa là 6 và thấp nhất là trừ 6. Tương tự như vậy, đây là cái hàm số đó đó. Ta đưa con trỏ vào nó sẽ ra cái tên hàm số đó. Đây là điểm cao nhất. Đấy. Bây giờ mình sẽ định dạng lại cái đồ thị này, nó có hai dấu nhọn, chúng ta sẽ định dạng lại. Ở đây mình muốn bỏ cái dấu nhọn này đi thì chúng ta kích chuột phải vào. Đó, chúng ta chọn around đây. Đây mình muốn cái nét của nó to đậm hay nhỏ thì chúng ta vào đây, chúng ta vào line width. Thì ở đây có một cái nữa mà quý thầy cô lại còn rất là mê nữa, đó chính là chúng ta có thể xem ở chế độ 3D. Đó, chúng ta thấy có thể xem ở chế độ 3D nhé. Quay chúng ta nhìn thấy quay theo trục trục Z. Đó, cho một cái cách nhìn rất là trực quan. Rồi bây giờ chúng ta có thể tính vẽ các cái đường kẻ. Chúng ta có thể vẽ tiếp tuyến, chúng ta nhấp con trỏ vào chúng ta vẽ thôi. Vẽ thêm các cái hàm số, ví dụ như vậy. Nó cắt cái đồ thị hàm số này. Đó. Thì đồ thị này nó có dạng như thế nào, chúng ta chỉ việc đưa con trỏ vào đây nó sẽ hiển thị ra. Đó, đầy đủ nhé. Quý vị thầy cô có thể thấy hiển thị ra khá là đầy đủ cả các thông tin về cái phương trình đồ thị đó. Tương tự đây, mình sẽ bật vào mình vẽ tiếp. Đây chúng ta sẽ kéo giữ con trỏ trái, sau đó chúng ta sẽ kéo vậy là cái đường này nó có tọa độ bao nhiêu, tọa độ là gì, nó sẽ lên. Hoặc là ví dụ mình tính bấm vào đây để chúng ta tính diện tích này. Ta thấy kéo là từ đây đến đây. Ở đây mình sẽ kéo cái đường này vào một chút để chúng ta tính diện tích của cái phần màu xanh này. Đó. Vậy là phần màu xanh này nó sẽ có diện tích đó là gì? Đó, tích phần. Thầy cô dạy toán học chắc là biết nó sẽ là nó có ý nghĩa như thế nào. Chúng ta chú ý nhé. Thế bây giờ mình muốn lưu nó vào trong file work như nào thì chúng ta chỉ việc bấm vào nút close này thôi. Thì nó sẽ tự động vào trong cái file work của chúng ta. Đây, nó sẽ vào file work của chúng ta ngay. Khá là hay. Thì lúc này mình sẽ định dạng nó giống như muốn điều chỉnh lại, chúng ta kích đúp chuột vào thôi. Chúng ta lại kích đúp chuột vào cái hình đó là nó sẽ ra cho chúng ta. Chúng ta lại chỉnh sửa, chúng ta có thể chỉnh sửa được. Nó khá là hay đúng không ạ? Đấy, tương tự như ở đây, nếu quý thầy cô muốn chỉnh sửa lại cái hình vẽ này thì chúng ta sẽ làm như nào? Kích đúp chuột vào thôi.
nó sẽ tự động mở lại cái vừa nãy cho chúng ta. Kiểu sau thì chúng ta bấm vào close là nó sẽ đóng lại cho chúng ta. Khi chúng ta đóng vào thì nó sẽ tự động dừng lại thôi. Rồi một cái nữa đó chính là chúng ta viết hàm, viết các cái công thức toán học cũng như là các hàm số. Ở đây mình có thể chọn insert. Thực ra thì nó còn hay hơn MathHai á, MathHai. Tức là nó thao tác viết rất là dễ, là thoải mái. Ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp một cái nữa là SX Equalization. Để chúng ta xem cách, chúng ta chọn insert đấy, để chúng ta xem cái cách viết công thức ở trong cái SX Drawer này như thế nào. Đây, bây giờ chúng ta có thể ghi rất là đơn giản. Ví dụ như phía thầy cô sẽ ghi đó là Y bằng 2 phần 3. Đó, Y sẽ 2 phần 3 X. 2 phần 3 cách ra x. Đó. Còn nếu mà si sát vào nó là x như thế này thì nó sẽ là 3x. Chúng ta nhìn ở phía bên phải đây. Chúng ta cách ra thì nó sẽ gọi là 2 phần 3x. Chưa nhỉ? Rồi cộng, ví dụ như là sin, sin của x. Mũ. Ở đây chúng ta có thể ghi mũ 2. Mũ 2. Đó. Mũ 2 cộng cos. Rồi chúng ta viết xong, sau khi chúng ta viết xong đây, biểu thức của mình viết đây nó cũng khá là dễ viết đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta chỉ việc chèn vô trong cuộc thôi. Hoặc là quý thầy cô có thể sử dụng các cái công cụ hỗ trợ soạn thảo các cái công thức toán học ở đây, chúng ta có thể làm được. Sau đó chúng ta sẽ bấm vào copy, copy equation, đó là nó sẽ chèn vào trong cuộc chúng ta nghe, thấy chưa? Nó khá là tiện dụng giàu hơn hẳn cái MathHai của chúng ta. Chúng ta thấy nó viết rất là dễ dàng, chèn rất là dễ dàng đối với việc chèn công thức hàm số, công thức toán học vân vân, thì việc sử dụng effort round nó khá là thuận tiện và giúp cho chúng ta soạn thảo một cách nhanh chóng. Và sau đây mình sẽ hướng dẫn quý thầy cô và các bạn cài đặt và sử dụng vĩnh viễn FX Round. Nó chỉ có một cái dung lượng rất là nhỏ thôi. Mình đã để cái đường link tải về ở dưới phần mô tả của video, thì các bạn có thể vào đó và tải về. Sau khi chúng ta tải về rồi ấy, thì chúng ta sẽ được một cái file tải về như thế này. Chúng ta sẽ kích chuột phải, chọn Extract to here. Đây, đây là một cái phiên bản mới nhất ạ. Và ở đây nó sẽ hiển thị lên đó là Enter Path. Vậy thì bây giờ ở đây chúng ta sẽ chú ý cho mình đó là mình sẽ sử dụng cái bát đó là Linny TV. Đây các bạn có thể quan sát Linny TV. Các bạn gõ vào xong rồi chúng ta sẽ bấm OK. Sau khi chúng ta giải nén xong rồi ấy, thì chúng ta sẽ vào đây, vào thư mục giải nén xong ấy, chúng ta vào. Ở đây chúng ta sẽ chạy cái file cài đặt, ta nhấp đúp chuột, chúng ta đồng ý, bấm vào đồng ý, chúng ta bấm net, net, nó sẽ được cài đặt vào cái thư mục program file x86. Thì ở đây chúng ta chú ý đối với Win 10 thì chúng ta vào program x86, còn đối với Win 7 thì chúng ta sẽ vào program file. Chúng ta sẽ bấm net. Ở đây thì chúng ta sẽ để nguyên hiện trạng cũng được, không vấn đề gì. Ở đây nó sẽ có là vẽ hình này,
vẽ hình, viết công thức, viết các công thức này, vẽ đồ thị này, vân vân. Chúng ta có thể sử dụng hết luôn, bấm nét. Tiếp tục chúng ta bấm nét. Đây chúng ta sẽ để hiển thị các cái icon ra ngoài desktop, và chúng ta cũng để nguyên. Chúng ta bấm nét. Chúng ta muốn sử dụng hết các cái tính năng của nó thì chúng ta cứ để nguyên vậy thôi. Rồi chúng ta bấm nét và bấm finish. Đây thì ở đây chúng ta chú ý, ở đây là vẽ hình. Chúng ta sẽ kích vào một trong bốn cái biểu tượng này, chúng ta xem. Ở đây nó sẽ hiển thị ra cái chưa được, nó chưa được crack. Chúng ta chú ý ở đây nó hiển thị ra F4Face ra. F4Face là cái tên của cái ứng dụng. Rồi chúng ta nó có ba lựa chọn. Nên chúng ta tắt đi. Tắt đi. Bây giờ là đây là nó chưa được crack, chưa được sử dụng vĩnh viễn. Nên như vậy chúng ta sẽ tắt đi để chúng ta sẽ vào crack như sau. Chúng ta tiếp tục mở cái thư mục mình vừa cài đặt đó, vào cái thư mục crack. Ở đây nó sẽ có 4 file. Chúng ta sẽ lựa chọn cả 4 file. Sau đó chúng ta sẽ bấm vào copy. Sau đó các bạn chú ý ở đây chúng ta sẽ chọn bất kỳ một trong 4 cái biểu tượng của FX Ground. Chúng ta kích chuột phải. Chúng ta kích chuột phải chọn Property. Chúng ta vào mục đó là Open File Location. Và đây thì chúng ta sẽ tiến hành kích chuột phải chọn Path. Rồi chúng ta sẽ chép đè vào Ctrl. Rồi sau khi chép xong rồi thì chúng ta đã sử dụng. Giờ chúng ta có thể sử dụng vĩnh viễn rồi. Chúng ta mở lên thử coi. Vậy là đây chúng ta thấy nó mất đi cái chữ rồi đó. Mất cái chữ effort rồi và chúng ta có thể sử dụng. Bây giờ chúng ta thử mở cái phần work lên để xem nó đã tích hợp vào chưa. Ở đây thì chúng ta thấy trong trường hợp này nó không hiển thị. Ở đây nó không hiển thị lên chữ F4Face. Thì chúng ta sẽ vào phần file. Chúng ta sẽ chọn option đây. Rồi chúng ta sẽ vào OIN. Ở trong mục Manager đây chúng ta sẽ bấm mũi tên chỉ xuống, bật mũi tên chỉ xuống, chúng ta vào work OIN. Chúng ta bấm Go. Đây thì chúng ta sẽ tiến hành Auth thêm, tức là cho thêm thêm cái ứng dụng vô. Chúng ta bấm Auth. Giờ chúng ta sẽ di chuyển đến cái bốn cái ứng dụng đó để chúng ta thêm vào. Đầu tiên đó là chúng ta sẽ vào F4Face đây. Đây thì chúng ta sẽ tiến hành chọn. Đầu tiên đó là chúng ta sẽ chọn cái vẽ hình học. Vẽ hình học. Tiếp theo mình chọn vẽ viết công thức toán học. Tiếp theo là mình sẽ chọn vẽ đồ thị. Rồi, vẽ bấm OK thôi. Thì mình chỉ cần sử dụng 3 cái đó thôi. Thì lúc này nó sẽ hiển thị ở đây rồi. Đó. Bây giờ mình sẽ vẽ hình học thì chúng ta sẽ vào đây. In link đã. Đó, vậy là chúng ta có thể sử dụng. Vậy là trên đây mình đã vừa hướng dẫn cho quý thầy cô và các bạn cách sử dụng và cách cài đặt sử dụng miễn phí cái ứng dụng FX Ground. Nếu thấy video hay và hữu ích thì quý thầy cô và các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ tới cho mọi người. Xin chân thành cảm ơn và chúc quý thầy cô và các bạn thành công.